là bây giờ mẹ thấy Thanh lớn tuổi không đi hát nữa, thì mẹ có dám nghĩ làm rằng con nhớ hát những bài ngày xưa mà mẹ hay hát cho khán giả của mẹ nghe để thay mẹ nói lên lời chào và thăm tất cả khán giả của mẹ tại Hòa Lạc ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ nghĩ là xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm mà Ý Lan đã yêu bài hát này qua tiếng hát của mẹ Thái Thanh. Từ những ngày Ý Lan còn rất bé, hàng đêm Ý Lan được may mắn là con gái trưởng của gia đình, cho nên được xách ví theo mẹ, xách ví cho mẹ để đi hát hàng đêm. Và bài hát này Ý Lan đã thuộc lòng lắm. Xin mời quý vị hãy đi lui lại với kỷ niệm của Sài Gòn, của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Với một nhạc phẩm của cố ca sĩ Phạm Duy được mang tên Kỷ Vật Cho Em. Xin mời quý vị hát thức. Xin chào.
giờ để thay đổi không khí. Ilan xin upbeat lên một chút xíu. Bây giờ hai bài hát rất là đau khổ. Và bây giờ chúng ta sắp sửa đón Tết. Bây giờ Ilan xin mời quý vị.